Rồi, ok. MTA 65 nha. Giao cho một anh khách ở Thanh Hóa, Thọ Xuân Thanh Hóa nha. Và bên em giao một loạt xe mấy bác có thể coi này. Đấy à. Từng này cái xe đi này. Đây nữa. Trong kia còn mấy chiếc nữa, giao đi bắt nha. Một em. Con này đi Thọ Xuân Thanh Hóa. Cây ngang nó quẹt. Đi từ từ thôi. Một con Thọ Xuân Thanh Hóa nha. Mặt đây. Xong rồi. Hai bốn năm nha, con Ben Cơ về đúng mục ngày một lên đường luôn. Ben Cơ nha, con này về đúng mục ngày một. Đúng mục ngày một nha mấy bác nha, đúng mục ngày là con này khách đến ủng hộ luôn. Em chưa kịp đăng lên kênh. Rất là VIP. Gần tới 1m3. Thử đèn luôn. Rồi có đèn. Rồi 245 nha. Giao. Được không? Thang vậy sắp được chưa? Dạ, đó tài xế anh. Mitsu. Nhỏ lại, nhỏ câu lại. Son sen, mấy cái son sen mệt ghê không? Mấy cái son sen nữa.
Ở đậu sát vô rồi ơi. Đi số đôi từ thôi. Chờ xíu đi anh, em đang bận mà. Xe bay. Bốn năm lắp sới lên đường chín năm. Đủ má ghê vậy. Quét 31. Con này giao đi Vinh nha. Đi Vinh nha. Con này là cắt chặt. Anh Giáp Nguyễn thông cảm nha. Đủ. Bên em ghép nó chưa đủ hàng. Giờ ghép một loạt đây đi cho tài xế chạy ra luôn. Thì trong khoảng 2 ngày nữa anh nhận được xe đây. Đừng có nôn nóng, cứ bình tĩnh. Nhịp ra thêm một nhịp đi rưỡi ơi. Thôi lên đi, lên luôn. Đi đi, thẳng. 295. Đi Quảng Bình. Đó, châu đầu vô cái chỗ vào 295 nha.
Vào đây. Đi từ thôi. Từ từ. Cho cái dàn xe ấy. Cút tay. Xe buýt để im coi. Chào một loạt nha. Chào một loạt xe nha. Chào rất là nhiều.